Anh Tính, lãnh đạo, cán bộ, kho bạc nhà nước Nam Định đi lễ trong giờ hành chính. Liên quan đến sự việc báo chí phản ánh các cán bộ, kho bạc nhà nước thành phố Nam Định đi lễ trong giờ hành chính, các lãnh đạo, cán bộ này có giám đốc, phó giám đốc và 5 công chức làm việc tại kho bạc nhà nước thành phố Nam Định. Theo thông tin từ ông Hoàng Huy Hùng, phó giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh Nam Định cho biết, danh sách những lãnh đạo, cán bộ kho bạc nhà nước thành phố Nam Định đi lễ trong giờ hành chính bị phản ánh gồm có ông Nguyễn Tài Tâm, giám đốc, ông Lê Hữu Vũ, phó giám đốc, bà Đỗ Thị Thu Hương, kế toán trưởng kho bạc nhà nước thành phố cùng bà Trần Thị Bình, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trương Thị Thùy Dương, Đỗ Thị Phương đều là công chức. Ông Hùng cho biết thêm, kho bạc nhà nước tỉnh Nam Định đã ra quyết định tạm đình chỉ 7 người nói trên kể từ ngày 1 tháng 3 đến khi có quyết định kỷ luật. Phía kho bạc nhà nước tỉnh Nam Định cũng đã điều động ông Trần Thanh Sơn, trưởng phòng kế toán, sẽ biệt phái về làm nhiệm vụ giám đốc tại kho bạc nhà nước thành phố Nam Định. Vào ngày 27 tháng 2, báo chí phản ánh việc nhiều cán bộ kho bạc nhà nước thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định và cán bộ lãnh đạo công ty điện lực huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đi lễ trong giờ hành chính vào ngày 26 tháng 2. Sau khi có thông tin phản ánh trên, đến ngày 28 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng ký văn bản số 2275 BTC-VP về việc xử lý công chức vi phạm, yêu cầu Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước khẩn trương kiểm tra làm rõ và xử lý nghiêm các đơn vị cá nhân vi phạm tại công điện số 240 CDTTG và văn bản số 173 TB-BTC theo đúng quy định báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính trước 11 giờ cùng ngày. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước phối hợp với tỉnh ủy Nam Định và các cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh xử lý kỷ luật về mặt đảng đối với các đơn vị cá nhân vi phạm. Sau khi nắm bắt thông tin trên, phía Công ty Điện lực Hà Nam cũng đã ra quyết định đình chỉ với Giám đốc Công ty Điện lực huyện Lục Bình là ông Nguyễn Hữu Nghị và phân công ông Nguyễn Văn Minh là Phó Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Hà Nam tạm thời kiêm nhiệm và điều hành công việc, hoạt động và sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bình Lục.